mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong video mới nhất của mình. Hôm nay mình cũng ghé nhà của Thành Chí ở kế sách Sóc Trăng để làm clip gửi đến quý vị và bạn những cây mùi quế. Rồi chào tất cả bà con cô bác và nhân dịp đầu năm mới thì hôm nay em có đem về 15 phần quế để giao lưu của bà con cô bác. Rồi đây là cái phôi đầu tiên, phôi số 1. Cao 115. Cây này đế nôm nha bà con, lá nhỏ bông chùm. Rồi đế nôm. Còn cục gạch trong đây luôn. Rồi, cái quạnh nhiêu? 33. Quạnh 33. Rồi, cây này nhiêu? Cây này em giao lưu với giá 1 triệu, em bao ship toàn quốc. 1 triệu. Rồi, đổi cây. Cây số 2. Theo là cây số 2. Có dáng thú nha bà con. Có cái đuôi là cây mai tứ quý luôn. Rồi tặng cây mai tứ quý phải không? Cao. Cao 105. Rồi. Lá nhỏ không chùm phải không? Dạ. Bao sống bao ship. Dạ. Trên thân vị trí này 22. Rồi quay. Cây này rất là già cây nha bà con. Cây này em giao lưu giá 600.000. 600. Dạ. Rồi. Ok số 3. Có dáng thú luôn nha bà con. Cao 90. Thân vị trí này 23. Rồi. Rồi cây này giao lưu giá cũng 600. 600. Dạ. Rồi. Em cây số 4. Cây số 4. Có dáng thú nó hơi siêu nghe bà con. Rồi quạnh nhiêu? 23. Rồi. Điều cao 99. Rồi, xe cái này em giao lưu với giá là 500. 500. Dạ. Rồi. Cây số. Số 5. Số 5 này có cái bị lỗi cái là nó bị một nửa thân bên đây nha bà con, nhưng mà nó vẫn còn sống rất tốt nha bà con. Cắt khúc đó cũng được phải không? Cắt cũng được nhưng mà em thấy người ta vẫn chơi chỗ này bình thường. Rồi chơi lỗ luôn ha. Dạ. Rồi chơi bà con chơi lỗ. Dịch vô dính cái này. Rồi 27. 27 hoành thân. Bị lỗi chỗ này nha bà con. Rồi. Cho làm giao lưu giá 500. 500. Cây số 5 phải không? Dạ, rồi đọc số điện thoại chứ. Số điện thoại của em là 0937564260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Rồi. Theo là cây số 6. Chiều cao 100. Rồi. Quanh thân 26. 26. Rồi, dạ. Quay. Cây này cho luôn giá 600.000. 600.000. Em bao phí ship toàn quốc. Rồi. Hay là cây số 7. Cây số 7. Này đế cái tà đẹp hình thú nha bà con. Chiều cao 80. Rồi. Hai mươi ba. Rồi quay. Cái này em giao lưu giá cũng 600.000. Rồi đổi.
chiều cao 100. Cây này, cái lô này là có nó rất là già cây nha bà con. 29. Dạ, cây này em cho lưu giá 600 ngàn. 600. Rồi. Bạn quay sao tệ quá vậy? Không, sửa lại. Rồi. Cái đế dưới sao nhỏ quá. Hàng bự ra chút. Cao 120. Đứng xích chụp chậm chút mà quay mặt ra nó chuyện cho lớn. Mình thân vị trí này 36 đi. Rồi. Cái này em giao lưu với giá 800 ngàn. 800 ngàn. Rồi. Quay ngược lại được không ta? Quay mặt lại, quay ngược cái mặt là mặt bự phía dưới á. Không không, quay ngược cái mặt bằng quay á. Không được cái này. Không được hả? Ở dưới không có sao? Dưới cũng cái mặt nè. Rồi. Tiếp theo là cây số 10. Cây số 10. Chiều cao là 87. Rồi. Này hai thân. Hai thân. 33. Rồi quay vòng đi. Cho anh giao lưu giá 700 ngàn. 700. Bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc. Theo là cây số 11. Cao 90. Cao 90. Mình thân 25. Rồi. Cây này em giao lưu giá 500 ngàn. Đế nở nha bà con. Chiều cao 79. Rồi, 79. Hoành thân 27. Rồi. Cây này em giao lưu giá 700 ngàn. Em bao cái ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0937564260. Cũng là giao lưu luôn nha bà con. Tiếp theo là cây số 13. Cao 80. Cao 80. Hoành thân 23. Rồi. Cây này em giao lưu giá 500 ngàn. 500 ngàn. Rồi, cây quái. Cây 14, cây quái. Có dáng lượng lắc. Dáng kịch lượng lắc nha bà con. Rồi, quế lá nhỏ bông chùm phải không? Lá nhỏ bông chùm. Chiều cao 110. 110. Thân nó lượng lắc đánh chi cành đều nha bà con. Rồi, quặng như 22. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu với giá 600 ngàn. 600. Đây là cây cuối cùng của đếp. Hình thú dáng chật luôn nha bà con. Rồi. Chiều cao 103. Cao 103. Quần thân vị trí này 22. 22, có cây gì vậy? Không biết cây gì luôn á, nó mọc trong chung luôn á. Mình quế nó gì? Không phải anh ơi. Rồi. Cái này em giao lưu giá 600 ngàn, em bao ship toàn quốc. 600 ngàn, ship toàn quốc luôn. Rồi, vậy hôm nay kết thúc ha. Kết thúc.
Dạ cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua. Năm mới chúc bà con được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi clip, đăng ký kênh ủng hộ, và hẹn gặp lại vào những clip sau.